Thưa quý vị, chúng tôi xin mở đầu bản tin ngày hôm nay tiếp tục với những thông tin liên quan đến thiên tai. Nhưng đó không phải là những gì còn sót lại sau cơn bão số 9 kinh hoàng ngày hôm qua, mà đó là câu chuyện về thảm họa sạt lở liên tiếp xảy ra tại huyện Nam Trà My và huyện Phước Sơn của tỉnh Quảng Nam. Thưa quý vị, có lẽ không còn từ gì để diễn tả hết được những buồn thương, mất mát của người dân miền Trung những ngày qua, trong đó có người dân ở Quảng Nam. Liên tiếp 3 vụ sạt lở đất nghiêm trọng đã vùi lấp hàng chục người ở 2 ngôi làng khác nhau thuộc huyện Nam Trà My và huyện Phước Sơn. Tính đến cuối giờ chiều nay 29 tháng 10, lực lượng chức năng đã cứu sống được 33 người, trong đó có 8 người bị thương nặng, đồng thời tìm thấy 6 thi thể, 13 người hiện vẫn đang mất tích. Phóng viên Trung Kiên của VTC14 trong chiều nay đã có mặt tại hiện trường vụ sạt lở và đây là những hình ảnh mới nhất mà anh Kiên vừa gửi về cách đây vài phút. Theo đó, vụ sạt lở thứ nhất vào lúc 13 giờ 30 ngày 28 tháng 10, một ngọn núi bất ngờ sạt lở khiến hàng nghìn khối đất đã tràn xuống trung tâm xã Trà Mai, huyện Nam Trà My, khiến nhiều ngôi nhà cùng tài sản của người dân bị vùi lấp. Sau khi vụ sạt lở xảy ra, chính quyền huyện Nam Trà My cũng đã sơ tán khoảng 100 hộ dân bị ảnh hưởng đến nơi an toàn. Vụ sạt lở thứ hai diễn ra vào chiều tối 28 tháng 10 cũng tại huyện Nam Trà My, đã xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng tại thôn 1 Trà Leng và thôn 1 xã Trà Vân, gây sự cố nghiêm trọng, làm 53 người dân mất tích. Riêng thôn 1 xã Trà Leng có 45 người, 4 người đã thoát nạn và thôn 1 xã Trà Vân có 8 người. Vụ sạt lở thứ 3 diễn ra vào chiều qua tại một ngôi làng thuộc xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam, có 32 hộ và 215 nhân khẩu. Nhiều người đã may mắn chạy thoát nên giữ được tính mạng. 11 người không may bị vùi lấp. Dù sạt lở xảy ra vào chiều qua nhưng tới 9 giờ sáng nay, 29 tháng 10, người dân trong thôn mới có thể cắt rừng ra trụ sở Ủy ban nhân dân xã Phước Lộc để trình báo sự việc. Tới 12 giờ trưa nay đã có 5 thi thể được tìm thấy. Hiện việc đưa các thi thể này ra khỏi khu vực sạt lở đang được gấp rút tiến hành. Sau khi các vụ sạt lở diễn ra, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã có mặt tại Quảng Nam trực tiếp chỉ đạo tìm kiếm cứu nạn. Một sở chỉ huy cứu nạn cũng được thành lập tại Bắc Trà My và 2 sở chỉ huy trực tiếp hiện tại hiện trường là ở Nam Trà My, tại 2 xã là Trà Leng và Trà Vân. Đến chiều nay thì lực lượng chức năng đã tìm thấy 16 thi thể trong 2 vụ sạt lở nghiêm trọng khiến cho 53 người mất tích tại huyện Nam Trà My. Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam, do ảnh hưởng của bão số 9, từ 9 giờ ngày 28 tháng 10, địa bàn tỉnh Quảng Nam đã có gió mạnh từ cấp 8 đến cấp 10, tổng lượng mưa bình quân từ 150 đến 300 mm. Mưa lớn nhiều ngày khiến nền đất ngâm nước và dễ xảy ra sạt lở. Những vụ sạt lở liên tiếp chính là hậu quả của việc này. Vâng, người dân ở đây cho biết là chưa bao giờ họ chứng kiến một cơn lũ ở thượng nguồn đổ về với sức công phá mạnh đến như vậy. Đến cả trăm năm nay, từ đời xưa đến giờ, chưa có khi nào xảy ra cơn lũ nước dội về ầm ầm như là thác đổ như thế. Và thiệt hại về vật chất là rất lớn, nhưng hiện chưa thể thống kê được.